tell you that I love you 100 times a day You'll get tired of my voice That's how much I'm gonna tell you that I miss you I'll miss you if you go Hi hi Thân chào các bạn lại đến với kênh Tuneel Postcard Mình tên là Anh Thư Nguyễn Ừ. các bạn biết sao hôm hôm nay trời nắng đẹp sau khi buổi họp thì mình lái xe về mình có quay nguyên đoạn đường từ khi mình lái xe từ buổi chỗ họp đến nơi mình ở và trên con đường mình lái xe từ buổi họp đến nhà mình ở thì trong đầu mình nghĩ rất là nhiều về vấn đề ly hôn. Tại sao mình nghĩ về vấn đề đó là vì trong vòng 3 năm qua mình có làm nghề thông dịch. Thì trong thời gian làm nghề thông dịch có nhiều nhất chủ đề về ly hôn. Mà hôm nay mình lại vô tình đọc được một bài viết ở trong mạng với chủ đề là ly hôn. Cho nên mình có cảm hứng muốn đọc lên cho các bạn nghe và các bạn nghĩ sao về câu chuyện này. Còn đối với mình á thì mình nắm vững luật của uy thì mình có một suy nghĩ có thể là khác với các bạn. Nhưng mà mình muốn chia sẻ về đời sống của một người phụ nữ. Tại vì mình cũng là một phụ nữ. Cho các bạn nghe nhé. Ok. See you. Trước lúc rời đi, chồng ném cho tôi chiếc gối rồi mỉa mai trước mặt bố mẹ chồng. Hôn nhân là nơi mà không ai nói trước được điều gì. Dù trước đây có yêu nhau, cần nhau như thế nào, thì vợ chồng tôi đã có 4 năm yêu rồi mới cưới. Do hoàn cảnh gia đình hai bên khác biệt, nên gia đình anh không chấp nhận tôi vì anh là con nhà giàu có bố mẹ làm xây dựng và anh là con trai duy nhất kế nghiệp gia đình còn tôi tôi chỉ là một cô gái con nhà thuần nông đi làm kế toán ở công ty gia đình của anh chúng tôi gặp rồi nảy sinh tình cảm chúng tôi nên duyên vợ chồng nhận được cái gật đầu của bố mẹ anh do tôi có bầu trước buộc nhà anh phải chấp thuận làm dâu nhà giàu Tôi được tiếng đổi đời nhưng chẳng hề thoải mái hay vui vẻ chút nào. Ngoài chồng ra, nhà chồng ai cũng coi tôi như người giúp việc, khinh thường, mắng nhiếc và xỉa xói mỗi ngày. Sợ làm chồng buồn, tôi toàn im lặng và chịu đựng tất cả. Chỉ mong sao cho mọi chuyện qua đi và anh dần dần coi tôi là thành viên trong gia đình thật sự. Thời gian thấm thoát kể từ ngày lấy chồng đến giờ cũng đã 11 năm rồi tôi có hai đứa con và nghĩ việc ở nhà làm nội trợ lo việc nhà mà vẫn chưa được nhà chồng coi là con dâu tình yêu lâu ngày cũng nhạt dần khoảng cách về địa vị xã hội tư tưởng khiến tôi và chồng dần dần xa cách nhau hơn chúng tôi thường xuyên cãi vã lớn tiếng với nhau anh bảo tôi không bằng một góc nhân viên của anh ở bên tôi anh không còn hạnh phúc nữa cứ cãi vã triền miên rồi sự im lặng bủa vây trong căn nhà nhỏ khiến chúng tôi như hai người dân. Một ngày cuối tuần, anh bất ngờ đưa đơn ly hôn trước mặt bố mẹ chồng. Anh bảo tôi phải ký. Còn hai đứa con anh sẽ nuôi vì tôi không đi làm ra tiền. Anh chán ngán cuộc sống hôn nhân này rồi. Hết tình cảm, nên anh muốn trả lại tự do cho nhau. Đừng dằn vặt làm khổ nhau nữa. Đau khổ, khi bị đề nghị chia tay. Tôi van xin anh đừng làm thế. Tôi không thể xa rời hai đứa con được. Nhưng anh vẫn một mực đòi ly hôn. Áp lực từ nhà chồng, gia đình nhà chồng, nỗi cô đơn, tuổi nhục khi làm dâu nhà giàu, tôi chấp nhận buông tay. Giải quyết xong thủ tục ở tòa, tôi về nhà chồng thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi đó. Vậy là trước khi rời đi, chồng lại ném cho tôi chiếc gối cũ rồi mỉa mai trước mặt bố mẹ chồng. Cầm cái thứ hạ đẳng của cô rồi biến đi. Đừng để tôi nhìn thấy bất cứ món đồ gì của cô trong nhà này nữa. Nghe không? Tôi ôm chiếc gối đó, tôi nức nở bỏ đi trong ấm ức cay đắng. 11 năm lấy chồng, hôm nay tôi ra đi với hai bàn tay trắng, cùng nỗi nhục nhã ê chề. Không dám về quê ngoại. Tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ và tính sẽ đi làm trở lại. Ở tuổi này, đi làm văn phòng đã quá tuổi rồi. Tôi muốn buôn bán một cái gì đó nhưng chẳng có vốn. Thôi thì xin đi làm công nhân xem thử như thế nào. Một mình sống trong căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp, tôi cũng chán nhưng chẳng phải nghe lời mỉa mai chê bai của ai nữa, thế cũng tốt. Rồi đến hôm cuối tuần, trời nắng to, tôi mang hết đồ cũ đi giặt và lột luôn vỏ chiếc gối cũ mà chồng cũ đã ném cho tôi vừa lột vỏ gối ra tôi sững sờ khi thấy một chiếc thẻ atm rớt ra trên đó có dính mảnh giấy với nội dung mật khẩu là ngày sinh nhật của em đó tôi tò mò về chiếc thẻ ngân hàng này tôi ra cây rút tiền kiểm tra thử thì số dư làm tôi kinh hoảng khi màn hình hiển thị số tiền là 2 tỷ ở trong đó. Tôi rất hoang mang khi chồng cũ lại sắp xếp dành tặng cho mình một món quà giá trị này. Tôi liên lạc với anh, anh từ chối gặp và anh chỉ bảo rằng: "11 năm qua em làm vợ, anh đã thấy đủ thiệt thòi vất vả rồi. Đây coi như là số tiền anh đền bù tuổi thanh xuân của em." Anh muốn giúp em có vốn làm ăn. Ba mẹ anh ghê quá, anh không dám đưa trực tiếp nên phải làm cách này. Dù đã hết tình cảm rồi, nhưng anh vẫn mong em sống tốt, đừng từ chối nhé. Đấy, chồng cũ nói vậy. Tôi chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Theo bạn nghĩ, tôi có nên nhận hay vì sĩ diện mà trả lại số tiền này? đấy các bạn các bạn đã nghe một bài viết mà mình đã đọc cho các bạn nghe thì các bạn có thấy thương cô này không hay là các bạn nghĩ là văn hóa việt nam của mình là như vậy cái truyền thống cha truyền con nối của mình nó là như vậy mình cũng khó nói tự vì cái thời đại bây giờ là 4.0. Mình nghĩ là cái chuyện đó quá xưa cũ nếu mà cha mẹ đối xử với con cái như vậy. Còn riêng đối với mình á thì mình đã cũng có một lần <laughs> rất là khó khăn mình mới lấy được người chồng đầu đời của mình và có một đứa con gái mà con mình năm nay 40 tuổi nhưng mà mình phải suy nghĩ như vậy nè những người cha mẹ họ sanh ra trước mình họ trải nghiệm trước mình họ rành đời hơn mình thì những cái gì họ nói á đa số là đúng các bạn ơi ngày xưa mình rất yêu chồng mình mình nhất định phải lấy anh ta dù bất cứ trường hợp gì mình cũng chấp nhận lấy anh ấy. Nhưng mà khi con mình 8 tuổi, thì mình nhận thấy được rằng những cái gì mà cha mẹ đánh giá về anh ấy á, rất là đúng. Mình cũng cố gắng chịu đựng lắm, nhưng mà đến lúc mình cũng phải ra đi. Anh ta không có bỏ mình, nhưng mà mình là người bỏ anh ta thì nó ngược lại với cái câu chuyện mà mình đã đọc với các bạn và cũng ngược lại rằng là cha mẹ mình không có đối xử tệ với anh ấy sau khi cha mẹ mình đã đồng ý cho hai đứa mình lấy nhau khi mà anh ấy lấy được mình rồi á thì cha mẹ mình lại thương anh ấy nhiều hơn mình nhưng mà đối với mình á thì mình thấy những cái gì cha mẹ mình đã đón được trước về anh ta mà mình không nghe lời thì đó, đó là do mình tự quyết định sau này còn nói về vấn đề luật lệ mà khi ly dị ly hôn và ly thân mình không có hiểu cái chữ ly hôn của người Việt Nam mình muốn nói lên cái gì ở đây nhưng mà khi mình đọc câu chuyện thì có nói là vấn đề cô ta ra tòa và cô ta đồng ý, đó thì à, các bạn có thể giải thích cho mình được cái ly hôn này nó như thế nào. còn nếu không thì mình sẽ google để tìm hiểu. nhưng mà ở na uy thì nó rất là khác. À, theo mình biết thì là ở na uy này đó, trước tiên là phải dùng một năm gọi là ly thân sau một năm ly thân, nếu mà hai bên không có ý định sống chung với nhau nữa thì gọi là ly dị. Thì trong thời gian ly thân á, thì sẽ có một văn phòng mà giúp đỡ cho hai gia đình, hai bên có thể tái hợp lại với nhau trong tương lai và giúp cho họ làm cách nào để mà chia phân Uh, chăm lo cho con cái, ừ. có nghĩa rằng là phải ký vô một cái văn bản rằng là bao nhiêu ngày thì đứa bé ở nhà người cha và bao nhiêu ngày thì đứa bé ở nhà người mẹ. Còn cái vấn đề mà ai được giữ con á, không nhất thiết là người đó đi làm có tiền hay là không đi làm có tiền, nhưng mà họ sẽ khảo sát qua cái sự hướng dẫn nuôi dạy trẻ trẻ con là con mình á à, ai là người chăm sóc đứa bé tốt và đứa bé đó đồng ý là nó không có quyền để quyết định nó ở với ai nhưng mà nó có những cái hình thức để tìm hiểu rằng là người cha hay người mẹ lo cho con nhiều hơn và tình cảm của người cha hay người mẹ đối với con mình nhiều hơn chứ không phải là ai có tiền nhiều hơn thì có quyền giữ con đó rồi nhiều lý do khác về vấn đề tâm lý nó cũng đi kèm theo chứ ở đây là họ không có chú ý về vấn đề vật chất họ chú chú ý về nhiều về tình cảm và sự chăm sóc đó đó là lý do chính rồi còn vấn đề người mẹ phải dọn ra riêng thì cái chuyện đó cũng có thể Tại vì uh, gia tài là của gia đình bên này Thì họ có quyền thu lại Mà nếu mà người đàn bà không có gì hết Thì đương nhiên người đàn bà có thể đi ra Nhưng ở bên đây thì nó có bộ xã hội Bộ xã hội có thể giúp được Nếu mà người thì đàn bà không có đi làm Không có tiền, không có uh, ngoại tệ Không có một cái gì hết Thì bộ xã hội sẽ eh, giúp cho người đàn bà này Có một căn nhà À, một chỗ ở để mà có dịp đưa con mình về thăm nhà hoặc là hẹn ở một nơi nào đó để mà gặp con mình đó ở đây là họ lo rất là kỹ về vấn đề này bây giờ mình nói cái phần cuối cùng là phần trách nhiệm trách nhiệm đây có nghĩa là khi tòa phán xét á là những đứa con đó nó sẽ ở nhà của ai qua cái sự kiểm duyệt của hội đồng trẻ em thì hội đồng trẻ em nó đưa cái này ra tòa thì tòa nó sẽ phán xét là đứa bé sẽ ở nhà ai nếu mà đứa bé được 100% ở nhà người cha như trong cái chuyện này nó đã nói thì người mẹ có bổn phận phải trả cái số tiền nuôi con hai đứa nha cho người cha nếu mà người mẹ lúc đó chưa có đi làm, chưa có tiền để trả thì nhà nước sẽ ứng ra một số tiền đó vào mỗi tháng để trả cho người cha. Khi nào người mẹ có công ăn việc làm lại thì nhà nước sẽ khấu trừ lại. Khấu trừ lại đồng thời mình cũng phải trả số tiền hàng tháng cho đến đứa bé đầy 18 tuổi. Hai đứa bé đầy 18 tuổi. Còn nếu mà tòa phán xét rằng là 50-50, coi như là ở 50 nhà phần nhà người cha và ở 50 phần nhà người mẹ, thì không có bên nào phải trả tiền cho bên nào hết. Nhưng mà nếu tòa phán xét rằng là sẽ ở nhà người cha 60% và ở nhà người mẹ 40%, thì người mẹ cũng phải trả số tiền cho người cha để lo cho con mình. Tại vì mình ở nằm cái phần gọi chỉ có 40%. Đó. Đó là luật Na Uy nó là như vậy đó các bạn. Đấy, đây là lời kết thúc của mình. Trong cái chuyện này thì gia đình người ta cũng biết điều là họ trả ra 2 tỷ uh, tiền bồi thường tuổi Thanh Xuân. Ở Na Uy này không có chuyện đó ở naui này không có cái chuyện gọi là thanh xuân hay gì hai người yêu nhau là do tự bản thân hai người ở đây khi mà mình ly dị là họ chú ý rất nhiều về những đứa trẻ khi mà mình có con với nhau còn nếu mà chưa có con thì rất là dễ nhưng mà khi có con rồi là nó phải qua cái bộ phận của bảo hộ nhi đồng còn cái vấn đề mà bồi thường cho số tiền 2 tỷ thanh xuân thì chị mình nghĩ chỉ có Việt Nam mới có chuyện đó thôi chứ còn ở đây thì làm gì có cái chuyện đó nếu mà cô ta đặt câu hỏi là có nên nhận hay không nhận thì mình nghĩ rằng là ở bên đó không có bộ an ninh xã hội để giúp cho cô ta là một cái thứ hai nữa rằng là cô ta rất sung sướng là đã được gia đình bên nhà chồng lo cho hai đứa con mà cô ta không phải trả một đồng nào hết mà ngược lại còn được bồi tiền tuổi thanh xuân của mình nữa thì mình nghĩ là cái luật Việt Nam rất là lạ, chỉ có vậy thôi, còn mình mình không có ý kiến là cô ta có nên nhận hay không nhận. Thì vì cái trước tiên là cô ta phải lo cho bản thân cô ta. Khi cô ta vững rồi thì cô ta mới có thể lo được cho con mình. Đó, đó là lời kết thúc của mình thế thì video mình cũng kết thúc tại nơi đây mình cũng thành thật cảm ơn các bạn trên toàn thế giới đã xem video của mình và mình rất vui khi mình vào mình xem số lượng người xem từ thanh thiếu niên đến những người lớn tuổi và mình cũng muốn giúp đỡ những gia đình trung niên đang vào trường hợp uh, sanh nở có con và chịu trách nhiệm cho con cái. Uh, mình cũng hy vọng là một cái video này uh, tuy rằng không giúp đỡ gì cho các bạn nhiều, nhưng là một phần chia sẻ qua cái kinh nghiệm của mình khi mình làm việc ở Naui. Nhưng mà ở Việt Nam thì có lẽ là uh, hơi khác xa. Thì uh, video mình tạm dừng nơi đây các bạn nhé. Chúc các bạn uh, hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Xin chào các bạn! Bye bye.